tích cực câu cá để kiếm cá ăn. Ui, vô hay quá, một pha ném thành công. Cái hồ nãy thôi khó khăn thôi. Bây giờ buôn bán thế này. Dạ dạ. Dạ. Trước tình hình hiện nay cũng có nhiều bà con mình đang tập trung ở đây, chắc có lẽ như là bán vé số nè quý vị. Ủa mình đứng đây chi vậy? À, được mừng lắm cậu. À, xe ba gác cho lấy không? Đây. Đây, đây là chiếc xe ba gác. À, đây là chiếc siêu xe của anh Thái. Tôi là chủ nhân chiếc xe ba gác đây. Chủ nhân làm gì đâu? Làm chúng tôi đây. Ô, hồ biến. Ô, cửu quần ra. Ô. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Hello, xin chào cả nhà. À, Trinh đang ở ngay bến tàu cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Hòn Sơn, Hòn Tre, Nam Du thưa quý vị. Đây, đằng sau lưng đây cũng như là phía trước mặt của Trinh là cái bến tàu để đi các nơi điểm du lịch như vậy. À, có một điều tin vui là lúc này thì điểm này là ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam. Thì tàu cao tốc đã được đi, tuy nhiên là chỉ đi rất hạn chế. Chỉ đi tới Phú Quốc thôi và 3 ngày như vậy có một chuyến. Và hiện tại tàu đang đi là tàu Super Đông thưa quý vị, là tàu phía sau của chân đây. Một ngày là chỉ ra đó rồi chuyến từ Phú Quốc đổ về đây xong rồi đi ngược trở lại thôi, tức là 3 ngày mới một lần như vậy. Mình cũng một thông tin chi tiết nho nhỏ để cho quý vị, các chú anh chị xem để nắm được thôi quý vị nha. Và cũng hy vọng sắp tới đây tình hình sẽ được thay đổi, là bà con mình có thể đi đứng thoải mái. Và một điều đặc biệt nữa, khi bà con đi tàu cao tốc như vậy là có một cái điều kiện rất đặc biệt là bà con phải chích đủ 2 mũi vaccine thưa quý vị, 2 mũi vaccine cùng với giấy test trong vòng 72 giờ nữa quý vị nha. Đó là điều kiện mà cũng không phải ai cũng có thể có được thưa quý vị, không phải ai cũng có thể là hiện tại đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đâu. Và hy vọng trong thời gian tới đây việc mà đi tàu sẽ không còn những điều kiện như vậy nữa. Thưa quý vị, hôm nay Trưng đi phát phần quà của chú Tròn Trần cho quý vị nha. Chú Tròn Trần là chú mà đã làm sẵn những phần quà để mà Trưng đi phát cho bà con ở đây. Thì đầu tiên là Trưng sẽ ghé vô hẻm 30 Nguyễn Công Trứ, như là Trưng đã trước đó đã nói là sẽ phát vô hẻm 30 Nguyễn Công Trứ. Thì hôm nay Trưng sẽ quay lại, đồng thời là cũng sẽ phát thêm những cái hẻm khác nữa, những hẻm mà hiện tại vẫn đang khó khăn sau cái dịch Covid-19. Ở đây quý vị nha, trước mặt quý vị đây là tàu Phú Quốc Express, người ta hay gọi là tàu đỏ đó quý vị. Bên kia là Super Đông. Đấy, Trinh đang đứng bên ngoài cái bờ sông ngay cảng của tàu cao tốc này. Đó, ở đây thì mấy anh đang câu cá, tích cực câu cá để kiếm cá ăn. Ui, vô hay quá, một pha ném thành công. Đây đó, câu cá là một trong những thú vui mà ở Rạch Giá này cũng có nhiều thanh niên, đi câu cá cũng như người lớn cũng trẻ cũng có luôn. Thưa quý vị, bây giờ Trưng đang ở trong bến tàu để đi ra ngoài và tiến tới hẻm 30 Nguyễn Công Trứ. Đây là cầu cảng số 3. Đây phía bên trái đây là những cái chiếc tàu, cũng như bên kia có phà Hòa Bình chở những chiếc xe du lịch, xe tải đi qua Phú Quốc luôn thưa quý vị. Đấy, trong thời gian này thì việc giãn cách thì bà con cũng đã hết giãn cách, bà con đã tự đi làm được rồi, chỉ có hiện tại là đi qua tỉnh là chưa được thôi, chứ đi qua huyện thì đã đi được rồi thưa quý vị nha. Đó cũng là một tin vui để bà con mình có thể là đi làm để ra đi kiếm tiền được rồi. Thời gian qua Trinh cũng rất cảm ơn những mạnh thường quân đã đóng góp hỗ trợ cho kênh Cao Trung Vlog để Trinh có thể là thực hiện việc từ thiện cho những bà con nghèo khó. Số tiền quý vị của chú anh chị mà đã khi mà Trinh đã ghi nhận rồi thì quý vị của chú anh chị cứ yên tâm nha, chắc chắn là một điều là số tiền của quý vị sẽ được thực hiện, bởi vì Trinh cũng đang sắp xếp để cho video nào quay những video nào cho nó hay, với lại việc phát từ thiện cũng thật sự là ý nghĩa thưa quý vị nha.
mình thấy là có sự ý nghĩa nữa. À, chứ mà nếu mà đi phát mà cái phần quà của mình á mà bà con mình gọi là cái sự cần thiết á nó không có nhiều á thì cái phần quà mình sẽ không có ý nghĩa. Đó cho nên tại sao mà khi mà chương phát nó phải có chất lượng như vậy, còn không chất lượng thì mình sẽ giảm lại và mình dùng số tiền dành cho mục đích ý nghĩa khác. Đây, mấy anh em thì đã đứng sẵn rồi quý vị. Đây. Ủa sao? Sao vậy? Con nói trực tiếp, nếu mà phát mà đứng đây để phát á là không được phát. Không bao giờ được. Phải vô tận nhà nha. Vô tận nhà. Còn nếu mà để đây là chắc chắn là sẽ xảy ra vấn đề liền. Vô tận nhà phát luôn. Ở đây thưa quý vị, đây là phần quà của Sáu Thu đã làm sẵn, của là phần quà của chú Tròn Trần quý vị nha. Đây, Sáu Thu nói thì phần quà bao gồm cái gì? Cái này tổng cộng là thay vì được có 70 xích, nhưng mà Sáu Thu đã bàn với Cao Trung là bây giờ ít quá thì bà con phát không đủ bà con. Rồi Sáu Thu với Cao Trung mới là chức cái tiền, mỗi một phần tiền đó là mua thêm là được tổng cộng cái này là 100 xích nha anh Sơn Trần. 100 xích gồm một bịch gạo 5kg, 10 gói mì, một chai nước mắm và một bịch đường. Đây, đường và mì, 10 gói mì. Rồi, tại vì hiện tại anh Trần ơi, bây giờ là Cao Trung có đôi lời với anh Sơn Trần đi. Tại vì không có cho tiền đó, anh Trần. Dạ đúng rồi anh Trần Trần ơi, chú Trần Trần mà đúng. Trần, đúng tại vì thời điểm này á, thời điểm là bà con mình cũng đã đi làm được rồi, cho nên những phần quà có này thay vì ngày xưa là trước á, thời dịch á thì Trưng có Sáu Thu vui ra để phát thêm 100.000 cho tiền. Thì bây giờ bà con mình đã đi làm được, tuy nhiên là những cái phần quà này cũng sẽ rất là góp phần ý nghĩa cho bà con ở thời điểm trong lúc mà đang kiếm việc làm á. Đó cho nên quý vị, trên thành ra là Trưng với Sáu Thu mới quy ra tất cả thành quà hết. Và 100 phần thì nó có nhiều hơn so với việc mà 70 phần. Đó thì mình chia nhiều hơn. Tại thông thường Trưng đi phát là 200 phần không à. Đấy, nói vậy cho chú Trần Trần hiểu nha. Dạ. Rồi bây giờ Sáu Thu có lời lời với anh Trần nha. Anh Trần Trần ơi, cố gắng ủng hộ cho Sáu Thu với Cao Trung đi nha, Trần Trần. Chú Trung Trần là dạ. Bà con cũng còn đang khổ nhiều lắm. Dạ, chú Trung Trần cũng là một trong những mạnh thường quân cũng đóng góp và nhiều phần nhiều lần hỗ trợ cho những tiết chuyến từ thiện thế này. Rồi Sáu Thu đại diện những tấm lòng vàng, những mạnh thường quân ở nước ngoài và chân thành đã 4 tháng nay mùa dịch này là đã ủng hộ cho Sáu Thu và Cao Trung rất nhiều. Rồi. Một lần nữa Sáu Thu chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng mạnh thường quân ở nước ngoài đã hỗ trợ cho Sáu Thu và Cao Trung. Thưa quý vị, bây giờ Trưng đang đi vô hẻm 30 Nguyễn Công Trứ. Và trong cái hẻm này có một Việt Kiều gửi vô trong này là 8 triệu để phát cho những hộ gia đình khó khăn ở trong này. Đặc biệt là những hộ gia đình mà hôm trước Trưng đã quay clip thật sự khó khăn. Anh là Lâm Thanh ở Việt Kiều Mỹ, thưa quý vị ha. Đấy. Trưng cũng thông báo luôn, nhiều lúc là bà con Việt Kiều của mình gửi tiền về để từ thiện á, thì khi mà Trưng đã ghi nhận rồi chắc chắn là Trưng sẽ làm. Tuy nhiên là Trưng sắp xếp như thế này nè, ví dụ như Trưng kết hợp trong những video mà đi cho từ thiện thế này để cho phát luôn cho bà con luôn, để làm sao cái nội dung video mình nó sinh động hơn, nó vừa, tức là mình vừa cho bà con ý nghĩa mà video nó còn vừa có sự sinh động hơn nữa. Đấy, cho quý vị hiểu là vậy đó. Đây thì phần quà là mấy anh em đã chuyển vô trong này rồi. Thì trong này là có phần quà rồi. Đây. Ôi, gia đình đó là thưa quý vị, đây là gia đình 14 người nheo nhóc. Nhận được quà chưa? Đây. Đó, trời ơi. Một đám luôn, 14 người. Đây là cho em Trâm gửi phần quà nha. Đây là phần quà của anh Lâm Thanh, anh Mỹ, gửi cho gia đình 1 triệu. Đây thưa quý vị. Thôi lỡ rồi nói đi.
gia đình tôi cũng cảm ơn mà cậu gì đó, cậu dạ dạ cậu tên gì? Lâm Thanh, cậu Lâm Thanh, cậu Lâm Thanh rồi dạ cảm ơn cậu rất nhiều dạ ủng hộ cho gia đình tôi, cảm ơn cậu rồi ok đó. Đây thưa quý vị rồi đi nha dạ dạ đây đang phát tâm hẻm này như lúc đầu Trưng đã hứa thì cũng sẽ là phát cho cái hẻm này đó quý vị hả à, đây là phòng quà à, sao chị đừng 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 rồi ok ok đúng rồi cho hộ nghèo đi hộ nghèo thôi ủng hộ khá khá thôi đừng có cho em dạ chị có hai người bệnh tật nằm sau hè em giúp cho chị được không ủa nhà chị là có chị bên đây còn bệnh nhãn bác hàng xóm kế nhà bên. Bác hàng xóm hả ông liệt mười mấy năm này ồ liệt mười mấy năm nay là có ai ở đây à, con dâu với hạnh trai bị tai biến dạ em giúp đỡ giùm chị cũng cảm ơn còn đây là đây là ông bác đâu bây giờ coi kêu ngoại á con em chú Trung nè chú nằm liệt đây luôn hả dạ nằm liệt mười mấy năm nè chú à. Hai vợ chồng cũng anh chồng cũng bệnh nhà mà tai biến dài chồng mà cô chồng chị hả dạ anh cũng bị tai biến rồi chồng chị đâu rồi đi công chuyện chưa về đi đi lấy thuốc hay gì đi lấy thuốc anh đi chưa về đi lấy thuốc mười mấy năm nay rồi. Dạ, đi khách nổi rồi, giờ lỡ gì mà chú lỡ một cục gì đó. Ồ, dạ. Rồi chồng chị là nói rồi, chưa nói gì đâu. Dạ. Chồng chị là lại đi đâu đi đâu à? Ông đi đang chút xíu ông già. Ông làm nghề gì? Không có làm chơi với nhà nuôi ông già. Ờ, à, rồi chị có làm gì không? Dạ, buôn bán chất xám chút đỉnh gì đó. Ờ, con cái mình có đông không? Dạ, con cái đông ở riêng cũng nhờ con làm, giờ có hai vợ chồng. Nuôi thằng cháu thì nó cũng hơi tỉnh tỉnh yeah. Rồi ông già thì chỉ có thằng cháu ngoại nó cũng hơi lình phừng yeah. Rồi ok ok em gửi thêm nữa nha dạ yeah. Cái phong quà của anh Lâm Thanh anh gửi dạ yeah. Dạ qua bên đó đi chị cô qua bên đó đi đây thưa quý vị dạ 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 tại phong quà của anh Lâm Thanh gửi cho Trưng trích ra thêm cho những hộ đây là những hộ mới mà chưa phát hiện thêm nữa những hộ khó ăn bật cái đèn lên chị ơi bật đèn lên rồi sao nhà mình sao nhà thì đi quét ghế chị bị bệnh tâm thần với ông anh bệnh tâm thần à nước tháng cho được mấy trăm vậy ai quét rác làm lao công hả làm lao công là lao công của nhà nước hả dạ. Rồi rồi dạ. Dạ. Của nhà có ai nữa? Anh cũng bị thận nữa chưa có đi ra được 2 năm nay. À. Uống thuốc hàng ngày. Dạ. Hai người bệnh chú Trung. Dạ, hai người bệnh hả? Dạ, người chị này ba mấy 40 năm. Anh kia tắm thì cỡ 25 năm. Ồ dạ. Gia đình mình có ở đây mình có 4 người hết luôn hả? Ông chồng nữa là 5. Dạ. Chú ông anh em bị tai biến không? Sững sững vậy. Sững sững vậy hả? Dạ. Ồ. Là 5 người hết ông chồng hả? Dạ. Ôi trời trời. Ôi cho em gửi phan qua có gửi được phải không? Dạ. Rồi gửi thêm 500 nữa nha. Cảm ơn dạ dạ dạ. Rồi. Dạ ok. Sao cái xóm này có nhiều hộ nghèo chứ ta? Sao mà nhiều khó khăn ở trời xâm hoàn cảnh nhìn thấy cực quá vậy? Dạ dạ dạ. À, xóm này Trưng cũng ghét làm thiện nhiều lần rồi. Bác nè con bác. Dạ. 84 tuổi nhà bác. Rồi, con biết. Chúc rồi. Con lại bác. Rồi rồi con qua, con qua bác. Dạ bác về bển đi. Dạ về. Rồi về bển đi, bển đi. Dạ. Về bển đi, mà sao thu chơi dữ vậy hả? Trời ơi. Sao thu chơi mạnh luôn. Chơi mạnh luôn. À, trong hẻm này thì cũng sang kẻ những cái nhà khó khăn thì cũng có những nhà gọi là cũng khá giả cho nên thành ra là những phần quà của bà con khá giả thì Trưng sẽ nhường lại cho những hộ khó khăn giống quý vị nha rồi dạ về đi bác dạ cái hộ nãy thôi khó khăn thôi có chuyện buôn bán thế này là dạ 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 dạ
rồi về về dạ dạ giờ bà sống nổi về về nhà đấy bà. Con. Dạ dạ. Con nhiều lắm nha con. Dạ. Rồi dạ sức khỏe được nhiều lắm. Sống lâu trăm tuổi nha con. Dạ 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 về 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 nhà. Dạ về nhà bà. Dạ. Cái này nó phải cho mỗi nhà. Dạ không, chỉ cho mấy hộ khó khăn thôi. À, nếu phát như này phát đều hết thì phần quà sẽ không có gọi là nó bị dư thưa quý vị. Thành ra mình cũng lựa chọn những phần quà dành cho những hộ khó khăn hơn. Đó, ai về nhà nấy anh cô ơi. Đeo khẩu trang coi giùm con cái. Đeo khẩu trang vô cái. Giữ khoảng cách an toàn. Ngày tới đi, vậy lúc ơi. Phải không? Dắt đi đi. Rồi, con hãy xuống luôn. Dạ, cái biến. Tại biến hả? Rồi, ok. Nó nhìn khổ luôn á, hạnh thường luôn á, nhà đi tới đâu cũng tìm. Sao một cái... Sao mà COVID này là mình thấy toàn là người khổ không ạ? Sao mà thấy nhiều hộ ở đây, nhiều khổ quá ta? Hộ hộ đây là trước tôi biết rồi nè. Rồi. Dạ. Cô, dạ. Cháu sắp vô rồi mà. Dạ, dạ, dạ. Ủa nhà có ai ai cô? Nhà cô có hai mẹ con, tay biến mẹ. Còn cháu nội thì hai nhà đằng sau. Ờ, à, dạ hả? Hai gia đình nha con. Dạ, dạ. Đây con gửi thêm nhà đó. Phần quà của anh là chủ Lâm Thanh. Dạ, tôi cảm ơn. Lâm Thanh ở Mỹ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi. Ok, tới bà cụ 84 tuổi. Rồi, sao bà ơi? Khẩu trang, đeo khẩu trang vô. Dạ. Ngoài nhiều bán. Dạ, khẩu trang đâu rồi? Bác. Chú cô nhiều nha con. Dạ. Nhớ cô bác rải cho bụng quá, qua giờ bác quên con cái chân nhờ con bác quý. Tỉnh đó bữa nay không chết luôn hận. Dạ. Hôm nay đồ có tiền làm gì? Con ơi. Bác mua gì bác chị? Bác mua thuốc uống. À. Còn dư bắt mua gạo mua cá ở nhà con mà dạ. Bắt được lên cửa họ bắt chết được rồi. Dạ mừng rồi. Đỡ bữa nay có quà nè. Dạ. Dạ rồi, bữa trước con ghé một gửi tiền nữa mà không có làm video cái gì nha, hôm trước á. Đó. Đó là bây giờ anh này gửi nữa đây, con gửi cho bà phần quà nữa nha. Đây, gửi 1 triệu này đây, dạ. Rồi, của chú Lâm Thanh, của Lâm Thanh bị. Rồi đi bà nha. Dạ, dạ. Dạ. À, đây thưa quý vị, đây. Ở đây thì có những cái nhiều hộp khổ, ở đây có một cái người già ở đây. Nghe bà già đi nè. Rồi, chào bà. Mình mới làm cái trước thềm hả? Dạ. Dạ. Dạ rồi. Rồi nhận quà chưa? Chưa có mì. À chưa mì hả? Đợi chút. Dạ con gửi bà phần quà nha. Làm ra tiền hết. Dạ. Nhỏ cũng làm ra tiền luôn. Rồi nhà có ai? Ở cháu nội, vậy hả? Bốn đứa nhỏ hai chồng nó không có làm cái này. Mấy đứa nó mắc kẹt hết rồi. Dạ. Rồi. Rồi gửi cho bạn 1 triệu nha. Để cho lo ở nhà. À dạ. Đây là những người mà nằm trong cái danh sách mà hôm trước là bà Trưng. Vô bên này. Dạ dạ. Rồi qua hẻm này sao? Hẻm này có gia đình bị cầm điếc mù. Cầm điếc thôi nha, làm massage. Rồi khẩu trang đeo khẩu trang vô. Mình nói bà con đeo khẩu trang vô hết đi. Dạ đúng rồi, dịch còn dữ lắm. Đây bà con đứng bên kia quá trời chưa. Tao dạ. Không có chạy nữa.
Dạ rồi. Đi bán không được luôn. Có cái người mà con đâu rồi? Bị câm á phải không? Bị câm đâu rồi? Hả? À. Rồi hôm nay mình có đi làm gì chưa? Dạ chưa đó chú ơi, tại vì không bán được. Bán là bán cái gì? Dạ tôi bán số. Thường thường là nhà chị có làm gì không? Ở nhà thì tôi xay đi bán nước này kia đó, rồi bán rồi ta chăm người ta có nốt chứ hiểu. Dạ dạ dạ. Năm. Nói cho mai mốt chị ghi á, chị ghi cái bảng lên á là em bị câm gì đó. Để đó. Dạ dạ đúng rồi, để như vậy á là chị bị câm đó quý vị. Có nghe gì không? Không. Dạ, hồi giờ có trị bệnh gì không? Dạ, không có đi, không có tiền đâu. Ở mấy con gái đi cầm cái xe ăn mà. Dạ. Dạ, đây. Ôi trời ơi. Dạ rồi rồi, gửi cho mình phần quà nha. Đây gửi cho đình mình 1 triệu nha. Dạ rồi. Để hỗ trợ, thưa quý vị. À, thưa quý vị, bây giờ Trương sẽ đi qua một cái hộ có 8 người. Ở đây thì trời tối ơi là tối. Em là tối quá. Đây. Tối thui à. Đây hộ nè. Đây ghế ở đây đây đây. Ở đây thì sao? Dạ. Đây hộ là 8 người nè, ở chung một cái nhà gia đình mà khổ lắm bạn. Rồi, nhận quà nha. Chỗ đó cũng có một hộ luôn á sao? Sao? Dạ dạ dạ. À đóng rồi thôi. Thế bỏ lại đi. À đây 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 gửi cho mình nha. Đại gia đình đây đại diện. Dạ. Rồi phần quà của anh Lâm Thanh gửi này 1 triệu này dạ. Dạ dạ. Phần quà đây này nha chị. Dạ. Ui. Rồi giờ đây gia đình sức khỏe hết nha. Dạ. Nhà đây tám gia đình cũng khá là cổ vậy nha. Dạ nhà đây không có rồi thôi. Đi xuống kia chúng này là sao? Đó đó có con. Dạ. Đây có cái nhà khổ lắm nè. Tôi cho anh hai thằng ngồi. Anh Dũng ơi. Ơi, chào anh Dũng. Sao tình hình của bà hôm nay sao rồi? Không khó quan lắm chung rồi. Dạ. Không mẹ không khó quan lắm. À. Em làm đơn xin để đi về quê mà đang tiếp tục đi. Đơn xin về quê hả? Coi cái này chú em nói là gì chứ? Em chích được mũi rồi. À. Tức là đơn xin đưa bà về quê phải không? À. À rồi nó cho chưa? Dạ, em chưa, cho mới biết rồi chứ. À mới biết hả? Dạ, mới biết ngày 19/10 đây chưa ấy hả? Dạ. Ừ, không có xin về quê đây cho bà. Dạ. À tiêm vaccine hả? Dạ. Mấy mũi rồi? Một mũi, hai mũi. Một mũi hả? Dạ. À đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Cái này phần quà của bà con gửi cho mình nè. Dạ. Dạ đây phần quà của anh Lâm Thanh. Dạ gửi cho mình 1 triệu nha. Dạ em cảm ơn anh Lâm Thanh này cũng như các anh chị thương mẹ. Cái ngoại hoàn cảnh em cũng khổ nữa rồi á. Rồi con được sắp xếp được lo cho bà về đi, về quê đi. Dạ. Ở Quảng Nam hả? Dạ Quảng Nam. Quảng Nam. Xã Tâm Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dạ dạ dạ. Con lo cho bà đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Hãy chú biết ơn anh, nhờ anh mà em cũng có chút tiền lo mẹ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ, ok. Thôi thưa quý vị các bạn, bây giờ Trương đang đi qua ngay đình ông Nguyễn của quý vị nha, ngay đình ông Nguyễn. Thì trước đình ông Nguyễn đây cũng có nhiều bà con mình đang tập trung ở đây, chắc có lẽ như là bán vé số nữa quý vị. Ở đây. Nghe chiếc xe lô thế này nè. Ờ rồi ok cho đây nè quý vị nha. Đã.
À, 6 triệu liều quá. Xuống thấy dừng dập xe. Ủa mình đứng đây chi vậy? Cũng bán với số. Cũng bán với số hả? Rồi mình đứng xin gạo hả? Tôi bán với số chưa? Mới hết. Mới hết hả? Hôm nay mình bán cái số cái của gì sổ ngày 22 phải không? Đà Trà Vinh hả? Dạ. Thứ 6 sổ phải không? Rồi bán hết luôn phải không? Dạ. Chị cái còn kìa. Mình đứng đây lâu chưa? Dạ mới lại nha cậu. Mới dạ, tới hả? Chạy đường này bán với số mới à. Vậy sao mà lại đứng ở đây? Rồi mình đứng đây mình đợi ai qua cho à, gì mình lại lấy dạ, thôi sao? Dạ. Tại vì thấy chiếc xe du lịch á. Dạ. Nó cho gạo. Theo tính đứng chờ chiếc xe du lịch lại cho gạo phải không? Bây giờ không có xe du lịch chỉ có xe ba gác cho được không? À, được mừng lắm cậu. À, xe ba gác cho lấy không? Cho đây. Mừng lắm. Đây, đây là chiếc xe ba gác à. Đây là chiếc siêu xe của anh Thái. Tôi là chủ nhân chiếc xe ba gác đây. Bây giờ tôi cho cái chị chịu không? Bây giờ siêu xe. Trời đang mưa. Ủa chị đi bán gì ai? Đi bộ vậy hả? À rồi thưa quý vị, đây. À hôm nay đi phát thì chân số tiền của anh này gì Lâm gì? À, Lâm Thanh thì chân đã phát hết 8 triệu rồi. Thì bây giờ là còn số tiền lại chân có mang theo là ở đây là có 3 triệu nữa quý vị của Mạnh Thường Quân nữa để hỗ trợ thêm cho những hộ khó khăn nghèo quý vị nha. Đây đó, thì đây là cách làm mà để cũng tức là mình sẽ xét được những cái chỗ nào khó khăn. Đây gửi cho mình nha. Sao mà cúng đúng vậy? Dạ cảm ơn. Chị này cho chị thần luôn đi. Đây gửi cho mình nha. Đây 10 tờ giấy số đấy. Trời ơi cái này 10 tờ không phát mấy người đây. Dạ, anh ơi, nha. Chơi kiếm là không cho mình bán số lại được không? Dạ, không rồi bán lại thì nó cũng hơi chậm với nó mà. Tại vì chưa có sổ. Dịch rồi người ta cũng có hạn chế mua. Đúng rồi. Người ta chưa có tiền để mua dạ. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đây nè cô này, cô là nhà hàng ngày là ăn xôi với cơm có số thu đây. À, đúng rồi. À khách hàng quen hả? À khách mới. À mới. Đây. Thường số thu là đi bán số là phải cho mấy xe lăn bán số. Có lên trên. Trời ơi, tự nhiên cái xếp hàng đẹp quá trời đẹp vậy. Xếp ngay đình luôn quý vị, thấy không? Rồi. Rồi, ông độ cho hết bệnh nha ông ơi. Độ hết bệnh. À, độ cho bà con được mua bay bán đất hết. Đây là những người đứng trước đình của ông để có dịp thì tôi cho tiền. Rồi, bye bye hết luôn nha. Rồi. Đi cách ly mấy ngày mới về hả? 27 ngày rồi. Rồi chạy theo học sinh nè. Rồi cho anh Phần đi. Đó, quý vị thấy không? Anh chạy theo anh xin. Nó khổ như vậy đấy. Quân ơi, đây nè, người ta cũng còn những người đó. Ông này nói là khổ quá, xin gói mì về để ăn đỡ. Anh làm nghề gì vậy anh? Mua bán hàng rong rồi đó. Bán dây chai. Bán dây chai. Bán dây chai hả? Ừ, dây chai, điện thoại, đồ đó. À, mình... Sao không ai bằng luôn hả? Đâu, không á. Bằng cái này cho con này hả? Ta xin quà quý vị. Chào xin quà. Cái loa này phát lên anh. Phát lên sao? Phát bấm lên coi. Bạc khóa gì bạc lên hả? 1 triệu gửi thì hỗ trợ không có đồng bạc luôn. À. Chai là chai tráng khỏe mạnh nha nhưng mà lại vẫn phải như vậy quý vị. Tặng khuyến mãi thêm 2 gói xôi. Rồi. À, thưa quý vị, bầu trời đang mưa, la rai, mây mù. Sao? Hàng rào cản không vậy? À, hàng rào chưa hết nữa hả? Ở đó, ừ. À, dây vẫn còn đang chặn thưa quý vị, đây, đó, hàng rào phía sau lưng của chân thì vẫn còn đây. Trước mặt quý vị đó là chợ gà, và ngay cái chợ gà này có một cái hẻm mà trong này được tuyển chọn là bà con cũng khá là khó khăn. Đây là đường gì ta? Đường Trịnh Hoài Đức nha quý vị. Đường Trịnh Hoài Đức. Hẻm này hẻm số 10, số nhà 16 đi vô. Đây là những phần quà đã để sẵn đây.
nha. Rồi, dạ. À, được sự giới thiệu của quý vị bà con cô chú các anh chị rằng trong này cũng có nhiều hộ thuộc diện khó khăn, ví dụ như là đau ốm, bệnh tật, trẻ nhỏ, trẻ lớn. Đấy, bây giờ Trân sẽ vô tìm hiểu xem những hộ này như thế nào. Cái hẻm này là mạnh thường quân ơi, mình từ đầu dịch tới giờ mình chưa có cho được, tại vì bị phong tỏa. À, bị phong tỏa hôm nay đúng không? Dùng xanh. Không có vô để phát những người này là bán vé số không. Rồi. Chị ơi, cái này sao nó cơm gì vậy chị? Ủa là sao mình cái bếp có nhiều nấu củi nó ăn mà. À sao mình không nấu ghe? Hư luôn rồi, không có tiền nữa luôn đây. Đây nấu than, trời ơi bây giờ nấu than ngon lắm nha. Dễ dàng luôn, trời bây giờ kiếm cơm than nào mà ra. Quá gì? Bữa vậy mình làm được là sung sướng nhất đó. Rồi trong này là có một anh đây, vô đây coi chung là. Dạ. Từ lúc mình nói đùa đùa cho nó vui cho bà con nha, chứ giờ buồn làm gì. Dạ. Anh bị sao? Bây giờ bị liệt là không có ngồi dậy được. Cái người vợ này là bánh nước số. Bị lâu chưa? Lâu rồi, con nít luôn. Là bị sao vậy chị? Ổng bị cổ đau đó, chứ khám cái mổ luôn đó, tội giờ là làm gì nữa. À, khám mổ luôn bây giờ luôn. Bao lâu rồi? Được 6 tháng, 7 tháng rồi. Dạ. Rồi cái hộ mình là bao nhiêu người? Ở chung với dì cháu, ở chung với cô, với hai vợ chồng. Thường chị làm nghề gì? Anh bán vé số. À, rồi mình còn ở với ai nữa ở đâu, ở chung ở đây? Có cô với là mẹ với là chị. Cô, mẹ, chị là ở chung nhà luôn hả? Chung nhà luôn hả? Ồ, cho bốn phần luôn nè. Dạ. Rồi ra trong đây ai là người lớn nhất ở đây? Dạ đây. Cô là người lớn nhất hả? Dạ. Cô gọi là so với đây là gì, chị gì? Cái này cháu, cái này chị dâu. Dạ. Cái này là cô của cái người này. À cô. Rồi. Còn cái này là chị dâu của người này. Còn cái này là em của người này. Rồi. Rồi nếu em đến đây coi những người này là cho đây là chân. Ờ, siêu nhân. Rồi siêu nhân ơi, chúc cho tiền ở chùa con. Rồi. Rồi. Siêu nhân làm sao làm chú con coi. Siêu nhân biến mình biến hình coi. Siêu nhân biến hình sao? Biến hình chú ơi. Hả? Ui. Ui, 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 siêu nhân. Ui, ui. Làm gì vậy? Ui. 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 Ôi siêu nhân dữ vậy. Siêu nhân làm gì đâu, làm chúng tôi thôi. Ô hồ biến. Ô ô cửu quần ra. Ô ô ô ô siêu nhân quá dữ rồi. Đang thưởng cho siêu nhân. Đây siêu nhân giỏi quá, thưởng cho siêu nhân 100,000 uống sữa. Ôi đây cứ thêm cho gia đình nha. Dạ, đây cứ thêm gia đình vừa rồi bên gửi cho mày mấy phần hả? Bốn phần rồi đó. Dạ, cái này cứ thêm cho gia đình nữa thêm. Mỗi người 100,000. Dạ. Đây ba người mỗi người 100,000 đây. Dạ. Đây mỗi người 100,000. Rồi. Đổi ra nấu ha. Dạ rồi. Bốn người hả? Rồi. Thôi đó là cho bé riêng, nó cho uống sữa thêm. Dạ rồi. Cháu hả? Cháu. Dạ sao tay nó dính gì mà hết trơn vậy? Mấy ngày mới bắt chú sẩm mạnh đầy sẩm gì vậy? Hả? Không nghe hả? Không nghe sẩm luôn hả? Dữ vậy? Hai chân. Dạ. 200 đây rồi. Ông nội hả? Dạ. Thôi cho gửi thêm 100 ở đi. Dạ. À dạ. Rồi. Rồi vậy nhớ gia đình nha. Dạ. Dạ rồi. Đi hết. Trời mưa thì mặt trời mưa.
Trời ơi. Hẻm nó xíu. Hồi hẻm nó xíu vậy. Ôi. Trời ơi, cái hẻm gì nè, có chung nghỉ rồi đi sao coi chung. Thấy không? Đây. Chui. Cái gì? Chị này bị tay biến cũng khổ quá nữa. Rồi. Ủa cô ở với ai? Nhà ở nhà. Đừng khóc chị. Ở đây cô ở với ai? Đừng khóc. Em muốn hả? Ở với em út. Dạ. Chị đừng khóc, chị bình tĩnh. Ôi nhà đây còn ai nữa, trong trong kia là có anh. À cái anh đó là em, còn cái này là cháu. Thì cái người em này nuôi người chị này. À, dạ. Người chị. Cháu ngoại. Rồi ba mẹ đâu? Đi làm chứ. Dạ, nhà mình ở mấy người? 4 người. 4 5 người luôn hả? Đúng là có nhiêu đây mà ba mẹ của cháu bé này thì đi làm, cái chị này là bà ngoại mà chỉ bị tai biến cũng đã lâu năm rồi đó. Dạ. Chị bệnh này là đau dữ hả chị? 10 năm rồi. Ừ. Chị đừng khóc, đừng khóc thì chị. Tôi dễ sao mình khóc vậy? Chị sao khóc chị? Có nói chuyện không em? À dạ. Trong người mình có khỏe không? Khỏe không chị? Khỏe lắm mình. Dạ. Khỏe lắm mình. Được khỏe không? Khỏe không được khỏe không? À. Dạ hàng ngày chị có uống thuốc gì không? Con đưa hàng ngày. Ừ. Rồi tiền thuốc đó thì con nó lo hả chị? Rồi có đủ không chị? Rồi, đủ. Rồi một ngày vậy là bao nhiêu tiền thuốc? Để tiền 50 ngàn. Ngày 50 ngàn. Ừ. Ngày 50 ngàn thuốc. Ừ, 50 ngàn tiền thuốc. Rồi dạ. Con đi làm về nuôi lo thuốc mang cho chị vậy đó hả? Ủa rồi anh có đi làm gì không anh? Không. Thất nghiệp luôn. Thường nó làm nghề gì? Ở bán cơm cho ta, làm mướn, làm mướn. Làm mướn cho ta, làm mướn cơm hả? Giờ thất nghiệp. Rồi gia đình đây là có mấy người đi làm? Ba người mà thất nghiệp cho này. Ba người? Dịch này không có ai mướn. À đúng rồi, giờ không ai mướn. Ừ. Rồi cho con gửi nha, con gửi này cho gia đình cái. Rồi con gửi thêm gia đình 300 ngàn nữa nha. 300 ngàn cho bé uống. Dạ. Rồi còn như chị để dành mua thuốc uống hả chị? Dạ. Cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cho con, đừng khóc. Dạ, đừng khóc nữa. Rồi chúc sức khỏe hết luôn nha. Rồi, bye bye. Gia đình bình an hết. À, thưa quý vị, ngoài trời vẫn đang mưa lớn quý vị nha. Vẫn đang mưa, lúc nãy mưa to lắm quý vị. Mưa lớn luôn, nhưng lúc mà không quay được luôn quý vị ơi. Đấy. À, bây giờ thì mấy anh em cũng đã làm xong rồi, đã phát xong rồi, bây giờ chân trên đường đi về. À, nhân tiện đây chân quay một chút xíu, một khúc nhỏ này để nói lời tạm biệt quý vị của chú anh chị. Cảm ơn quý chú anh chị đã quan tâm ủng hộ kênh Cao Trung Lốc. Quý vị nhớ nhấn like và đăng ký kênh quý vị nha. Đăng ký kênh để ủng hộ giúp chân động lực nhiều, để ra nhiều clip hơn nữa, clip hay cho quý vị xem. Và bây giờ chân xin gửi lời chào tạm biệt. Rồi, ok, bye bye. Đây là đường Trần Phú quý vị nha. Đường Trần Phú lúc đang mưa sau thời giãn cách Covid. Bye bye.